Vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai là vụ án kéo dài nhiều năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án, sáng ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Trong vụ án này, Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh năm 1993, con gái ông Lê Tùng Vân, mẹ của hai đứa trẻ tỉnh Thất Bồng Lai được cơ quan chức năng xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án loạn luân của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Còn bí mật kinh khủng nào đang ẩn giấu ở tỉnh Thất Bồng Lai là điều khiến dư luận quan tâm. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Giật mình khi nhiều chi tiết bí ẩn về lai lịch của Lê Thanh Kỳ Duyên được hé lộ. Nhiều người không khỏi ngã ngửa khi biết về nhân thân của Lê Thanh Kỳ Duyên. Theo đó, mặc dù người này từng tuyên bố bản thân là trẻ mồ côi, nhưng thực chất Kỳ Duyên lại chính là con gái ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Cụ thể, tại tỉnh Thất Bồng Lai, ở Long An, Lê Thanh Kỳ Duyên được biết đến như một đứa trẻ mồ côi, giống như nhiều đứa trẻ khác tại đây. Trong giai đoạn tỉnh Thất Bồng Lai nổi tiếng trên mạng xã hội, cô gái này đã được Lê Tùng Vân nuôi và giáo dục. Theo những thông tin được công bố, mối quan hệ giữa Lê Tùng Vân và Lê Thanh Kỳ Duyên được mô tả là thuần túy thầy trò, không liên quan đến huyết thống. Tuy nhiên, một báo cáo từ cơ quan điều tra dựa trên kết quả giám định ADN đã xác định rằng Lê Thanh Kỳ Duyên thật sự là con gái ruột của Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, một trong những đối tượng liên quan đến vụ án đang được điều tra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong lý lịch pháp tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An, Lê Thanh Kỳ Duyên từng bỏ trống, không khai tên bố đẻ. Kết quả giám định ADN cho thấy Kỳ Duyên là mẹ hai chú tiểu tại tỉnh Thất Bồng Lai. Vào khoảng năm 2018 đến 2019, tỉnh Thất Bồng Lai trở nên nổi tiếng hơn khi nhóm năm chú tiểu giành chiến thắng tại một chương trình game show hài. Tại thời điểm đó, nhóm năm đứa trẻ này được giới thiệu là trẻ mồ côi. Đến năm 2022, khi các ồn ào tại tỉnh Thất Bồng Lai nổ ra, cơ quan tư pháp huyện Đức Hòa đã điều tra và xác nhận rằng có 3 trẻ em tại tỉnh Thất Bồng Lai được đăng ký khai sinh ở địa phương này. Trong bản khai, tên mẹ được ghi là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang, nhưng không ghi tên bố đẻ. Theo lời khai từ đối tượng Nhất Nguyên, đại diện tỉnh Thất Bồng Lai liên quan đến vụ án, thì những người được ghi trong giấy khai sinh của các bé chỉ là mẹ đỡ đầu và chịu trách nhiệm trên giấy tờ. Tất cả là để các bé có thể đi học hợp pháp, chứ không có chuyện phụ nữ ở tỉnh Thất Bồng Lai sinh con. Tuy nhiên, trong một giấy chứng sinh của Bệnh viện Từ Dũ năm 2015, tên của Lê Thanh Kỳ Duyên được ghi rõ. Hình ảnh của cô khi đang bế một em bé mới sinh tại bệnh viện cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là bức ảnh mà tỉnh Thất Bồng Lai từng giải thích rằng họ đang sinh con nuôi. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra ở Long An đã xác nhận rằng Lê Thanh Kỳ Duyên là mẹ ruột của hai trẻ, LTMN tên viết tắt và LTPV tên viết tắt. Những đứa trẻ này từng là một phần của nhóm tham gia cuộc thi hài và đã được đăng ký khai sinh với tên mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên trước đây. Lê Thanh Kỳ Duyên liên quan trực tiếp đến vụ án loạn luân của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Từ năm 2022, sau khi nhận được nhiều tố giác từ người dân, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã hợp tác với các đơn vị y tế để tiến hành lấy mẫu và giám định ADN của ông Lê Tùng Vân cùng 26 người khác. Kết quả giám định ADN đã xác nhận việc ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân với con ruột và một số người khác, thậm chí họ cũng đã sinh con. Lê Thanh Kỳ Duyên là một trong số những người đó, tuy nhiên Kỳ Duyên đã đột ngột biến mất khỏi tỉnh Thất Bồng Lai và hiện chưa rõ đang ở đâu. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để phục vụ cho cuộc điều tra về vụ án loạn luân nghiêm trọng này, trong đó bao gồm cả bị can Lê Tùng Vân, bố đẻ của Duyên và bố ruột của hai đứa trẻ mà Kỳ Duyên đã sinh. Ông Lê Tùng Vân trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội loạn luân. Sáng ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Trước đó, qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra.
Sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Hiện, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến ông Lê Tùng Vân và tỉnh thất Bồng Lai, trước đó ngày 3 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai. Theo đó, tòa phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Những ai đang bị công an Long An truy tìm trong vụ án tỉnh thất Bồng Lai? Liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai, đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã truy tìm 5 người để phục vụ công tác điều tra. Cụ thể mới đây nhất hôm 5 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết đã quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, cha Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân. Việc truy tìm này, theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An là nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc ở cùng địa chỉ. Đây cũng là nơi tự xưng tỉnh thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong vụ án này, hôm 19 tháng 4, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi. Tuy nhiên, ông Vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Theo quyết định, Lê Thanh Kỳ Duyên là người có liên quan vụ án, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Cũng thời điểm này, Công an tỉnh Long An cũng cho biết vẫn đang truy tìm 3 luật sư, Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ cùng thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án tỉnh thất Bồng Lai. Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An việc ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý kiểm tra xác minh tin báo và gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng ba người này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Ngay từ giữa năm 2023, Công an tỉnh Long An đã ra thông báo quyết định truy tìm 3 người, nhưng đến nay, 3 người này vẫn chưa đến Công an Long An làm việc. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An có thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú tại 15-2, đường số 20 khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở khác 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Việc truy tìm theo công an tỉnh là có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Gia đình cũng có tố cáo về những người ở tỉnh thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Trước đó vào cuối năm 2019, một nhóm người đã đến tỉnh thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My, trong đó có cha, mẹ của Diễm My. Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở tỉnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát. Vụ tỉnh thất Bồng Lai, Diễm My ở đâu vẫn là ẩn số. Trong vụ tỉnh thất Bồng Lai, nhiều thắc mắc quan tâm xoay quanh việc cô gái Võ Thị Diễm My hiện đang ở đâu, cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm cô bé này ra sao. Việc mất tích bí ẩn của cô gái này để lại một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Trao đổi với mẹ của Diễm My, bà hy vọng các cơ quan chức năng tiếp tục giúp tìm tung tích của con, đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với tỉnh thất Bồng Lai để gia đình sớm được đoàn tụ với con. Liên quan đến sự việc, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã có bài Ba mẹ Diễm My kể về hành trình 4 năm tìm con từ khi vào tỉnh thất Bồng Lai. Bài đọc này đã thu hút được nhiều sự chú ý từ dư luận, thậm chí nhiều bạn đọc còn để lại bình luận nêu quan điểm xoay quanh sự việc. Chẳng hạn, bạn đọc Trần Văn Ngọc bình luận: trong bài đã nói cha mẹ Diễm My đã dùng mọi cách để tìm con nhưng không tìm ra. Đến nay Diễm My ở đâu vẫn còn là ẩn số, không ai biết cô còn sống hay đã chết. Trong suốt từng ấy năm, cơ quan chức năng cần tiếp tục quyết liệt vào cuộc để tìm cô ấy, làm sáng tỏ sự thật cho người dân yên lòng. Công an Việt Nam rất giỏi điều tra, vậy mà vụ này hơn 4 năm rồi vẫn chưa điều tra ra. Diễm My hiện ở đâu, con sống hay đã chết, gia đình mong ngóng tin con từng ngày. Họ
chỉ chờ phép màu từ các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt điều tra mà thôi, bạn đọc Hùng Phan Thế nêu rõ. Bạn đọc Hoàng Công bình luận, mất dấu ở đâu thì tìm manh mối ở đó, tại sao công an không đến hỏi những người ở tỉnh Thất Bồng Lai xem, vì sao Diễm My từng sinh sống ở nơi này. Tôi nghĩ nếu quyết liệt tìm kiếm thì cũng sẽ tìm thấy, chứ tìm kiếm một con người đâu phải như chuyện tìm kim đáy biển. Bạn đọc Phú Hải Trần ý kiến, trong 4 năm gia đình đi tìm kiếm mà không có tin tức, chắc là lành ít dữ nhiều, nhưng cũng hy vọng một ngày Diễm My trở về. Gia đình luôn có lòng tin con mình vẫn còn sống, mong rằng đúng là Diễm My vẫn còn sống. Bạn đọc An Bùi Quốc chia sẻ, chỉ trong vòng có mấy tháng trời mà từ một đứa con ngoan hiền lại thay đổi một cách hoàn toàn như vậy. Điều này chứng tỏ người làm thay đổi em ấy không tầm thường chút nào. Mặt khác, vụ án liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai và con người thật của ông Lê Tùng Vân, pháp luật sẽ có một bản án thích đáng. Chính vì thế mọi người và đặc biệt nếu Diễm My còn sống thì hãy tỉnh ngộ mà quay về với gia đình. Vụ tỉnh Thất Bồng Lai như một bộ phim nhiều tập và sự thật đã dần dần được lộ rõ. Thế nhưng, câu chuyện của Diễm My này vẫn còn nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Tại sao công an không vào cuộc truy tìm, công an quản lý hành chính, quản lý con người phải làm gì khi một người bị mất tích? Bạn đọc Nguyễn Lan thắc mắc. Ba mẹ Diễm My mong ngóng con gái quay trở về từng ngày. Mất liên lạc với con gái gần 4 năm nay, gia đình Võ Thị Diễm My đã đi tìm con khắp nơi nhưng vô vọng. Giờ chỉ còn biết trông đợi vào cơ quan chức năng truy tìm giúp con gái. Ngày nào họ cũng tự hỏi Diễm My giờ đang ở đâu. Trong vụ án liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai, một câu hỏi đang được dư luận quan tâm là tung tích Võ Thị Diễm My hiện giờ ra sao. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An có thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú 15-2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở khác, 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Việc truy tìm theo công an tỉnh là có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Trước đó vào cuối năm 2019, một nhóm người đã đến tỉnh Thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My, trong đó có cha mẹ của Diễm My. Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát. Việc mất tích bí ẩn của cô gái này đã để lại một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột Diễm My, cho biết Diễm My vốn là một cô bé hiền lành, thông minh, phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà và có em trai. Gia đình vốn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Trước khi đến tỉnh Thất Bồng Lai, Diễm My là một cô sinh viên năm 3 tại một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã chuẩn bị giấy tờ chờ ngày cho đi nước ngoài du học, thế nhưng mọi thứ đều tan vỡ từ khi Diễm My gặp được nhóm người, ông Lê Tùng Vân và các đệ tử. Theo bà Mai, năm 2019, gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Ngay trong đợt này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai. Từ đó, Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tỉnh Thất để học giáo lý tu tập 3 ngày một tuần. Diễm My còn nói với bà Mai rằng tại đây có những người rất tài năng. Khi con bà tu tập, đắc đạo sẽ dắt bà theo. Thật buồn khi Diễm My đã tin vào những điều viển vông, thậm chí bỏ luôn cả chuyến du học mà gia đình đã chuẩn bị sẵn, bà Mai nói. Bà Mai cho rằng, trong vài đoạn clip trên YouTube, Diễm My đã nói về cha mẹ mình một cách bất hiếu, không đúng sự thật, khiến bà Mai và ông Võ Văn Thắng, ba của Diễm My cảm thấy sốc và tổn thương. Theo đó, vào giữa tháng 12 năm 2019, sau khoảng thời gian sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, gia đình có đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. Con về nhà trong khoảng được thời gian 6 tháng, 11 tháng 6 năm 2020, sau đó đã tìm đủ mọi cách bỏ nhà đi, từ việc trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến việc bỏ trốn từ tầng 3. Từ khi Diễm My bỏ nhà ra đi cho đến nay, tôi và anh Thắng không gặp lại con, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Tôi và anh Thắng tìm đủ mọi cách, nhờ đến các cơ quan chức năng, báo chí, bạn bè. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin gì về con. Ngày đêm chúng tôi mong ngóng thông tin về con, bà Mai chia sẻ. Sau hơn 4 năm mất liên lạc với Diễm My, kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020, ba mẹ của cô gái trẻ này nhắn nhủ cho con gái. Vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố những người liên quan đến sai phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai. Do đó, nếu đọc được những thông tin này, con hãy quay về nhà với ba mẹ và em trai. Gia đình vẫn là trên hết. Ba mẹ luôn tha thứ, thậm chí không giận hờn hay trách móc về những lỗi lầm con gây ra, bởi con chỉ là nạn nhân trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai. Những lùm xùm tại tỉnh Thất Bồng Lai của thầy ông nội Lê Tùng Vân.
Vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai là vụ án đã kéo dài nhiều năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố về 3 tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Những lùm xùm tại Tỉnh Thất Bồng Lai bắt nguồn từ sự việc bắt đầu vào tối ngày 24 tháng 10 năm 2019, khi một nhóm người đã đến nhà của bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ, tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm kiếm con gái là Võ Thị Diễm My, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra vụ việc. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra. Đầu tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án bị can đối với ông Lê Tùng Vân về nhiều tội danh, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của các cá nhân, tổ chức cũng như tội loạn luân. Vụ án sau đó được chuyển giao cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra. Đến tháng 5 năm 2022, cơ quan này đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc và Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998 cùng về các tội danh liên quan đến lợi dụng quyền tự do dân chủ. Bà Cúc, chủ đất, tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai, cũng đã bị khởi tố. Sau một thời gian dài điều tra xác minh, ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về tội loạn luân. Lê Tùng Vân được xác định có vai trò cầm đầu trong vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai. Đến tháng 6 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An truy tố 6 bị can, Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc cùng về tội danh nêu trên. Về tội danh này, cơ quan chức năng xác định năm 2015, ông Lê Tùng Vân, bà Lê Thu Vân, em gái ông Vân và một số người khác chuyển từ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh về nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa. Bị can Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia, lấy tên Tỉnh Thất Bồng Lai vì không được công nhận nên ông Vân đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ông Vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can viết kịch bản, tập hát và tạo ra một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt và hoạt động nơi đây. Từ năm 2019 đến năm 2021, ông Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương đã lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải 5 video clip, một bài viết trên Facebook và YouTube có nội dung xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông Nhật Từ, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cả 6 bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2022, xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mức án 4 năm, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sự phúc thẩm, tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.